Dũng. Hôm trước tôi có làm một bài phân tích về cái chuyện vì sao ông Tập Cận Bình thập thà thập thò không dám chốt cái chuyến đi dự hội nghị thượng đỉnh APEC tại San Francisco vào giữa tháng 11 tới đây. Ngày hôm nay cái chuyện nó còn lộ ra nữa, sau khi ông Vương Nghị, Ngoại trưởng Trung Quốc tuần vừa rồi sang thăm Mỹ 3 ngày, gặp cả ông Ngoại trưởng Antony Blinken, gặp cả ông Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan và gặp cả Tổng thống Joe Biden. Nhưng mà cho đến giờ phút này, chỉ còn nó độ chừng non 2 tuần nữa là tới ngày hội nghị thượng đỉnh APEC, Trung Quốc vẫn chưa giả nhờ giả vốn gì cả. Và trước khi rời nước Mỹ, chúng ta cần mình bảo là chúng tôi đồng ý trên nguyên tắc là sẽ có thượng đỉnh Tập Biden ở San Francisco, trên nguyên tắc thôi nha, tức là chưa có chắc chắn. Thì ngày hôm nay tôi muốn phân tích trở lại một số lý do giống như kỳ trước mà nó khác hơn, đó là bởi vì nó mới xảy ra gần đây. Vì sao mà ông Tập Cận Bình vẫn thập thò chưa dám tuyên bố là đi qua? Bởi vì thưa quý vị, để mà có cuộc họp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ là nó chuẩn bị nhiều chi tiết hậu cần, nó ghê lắm. Man bệ, nó phải làm việc, nói cái gì, làm cái gì, ăn ở đâu, đi như thế nào, bữa nửa bước hay một bước. Bên Trung Quốc họ làm kỹ lắm, họ có kịch bản của họ luôn. Họ không để một cái gì gọi là sơ sẩy, lâu lâu một cái gì sơ sẩy là kẹt. Ví dụ trước đây ở hội nghị G20, ông Tập Cận Bình có đụng với ông Thủ tướng Justin Trudeau của Canada, nó lộ ra, nó tự nhiên quay sao lộ ra ngoài, là cái đó lần đầu tiên ta thấy là ông Tập Cận Bình nổi nóng. Cái đó Trung Quốc họ tối kỵ, tối văn kỵ luôn. Thế thì tại sao ông Vương Nghị sang Mỹ rồi? Mà ông Vương Nghị sang Mỹ là ông Blinken mời từ tháng 6 nhá, đến tháng 10 mới sang, mất 4 tháng trời. Cái điều đó nó cho thấy rằng là cái quan hệ Mỹ-Trung nó căng thẳng như thế nào, và Trung Quốc nó tính toán như thế nào để mà rồi cuối cùng Vương Nghị sang. Nhưng mà bây giờ sang rồi đó thì cũng chưa thấy sang. Thành ra có một bài viết người ta đặt cái câu là có tập hay không có tập. Liệu có tập hay không có tập, will see or won't see. See là họ cũng tập. Thế thì tại sao vậy? Ngoài cái chuyện gặp ra, có thể là hai người sẽ có cái thông cáo chung, bởi vì đây là gặp song phương mà, gặp thượng đỉnh mà, mặc dù là bên lề nhưng họ ngay nước Mỹ, Mỹ có thể là lập cái thượng đỉnh. Ví dụ như là hai ông không gặp ở bên Sang Phăng chúng ta tới họp APEC, nhưng mà sau đó có thể là ông Tập Bình được mời vào Tòa Bạch Ốc để mà thăm chính thức. Giống như hồi năm 2017, Tổng thống Donald Trump đi Việt Nam dự hội nghị APEC ở Đà Nẵng, xong thay vì đi về thì bay ra Hà Nội thăm chính thức Việt Nam. Hay là năm 2019, ông qua ông dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều, dự thượng đỉnh Mỹ Triều xong ông đi về ông thăm chính thức Việt Nam luôn. Đó, thì trường hợp này vẫn có thể, bởi vì là Mỹ là nước chủ nhà, giống như Việt Nam hồi đó là nước chủ nhà APEC 2007. Đó, đó là như vậy. Thế bây giờ đó thì thưa quý vị, cái lý do mà Trung Quốc trì hoãn cái chuyện mà dứt khoát có đi hay không là vì nó có những cái Trung Quốc, các nhà phân tích chính trị cho biết là Trung Quốc có thể là họ sợ những cái sự kiện xảy ra phút chót làm cho bẽ mặt ông Tập Cận Bình, hoặc làm cho Trung Quốc phải xuống nước. Đó, đó là hai điều quan trọng mà đối với văn hóa Trung Quốc là tối kỵ. Mà ông Tập Cận Bình bây giờ đang ở thế kẹt lắm, kinh tế chưa phục hồi này, bị Mỹ bao vây này, hai ông ủy viên quốc vụ viện bị cách chức mà không lý giải này, đó, rồi bây giờ chưa có bộ trưởng quốc phòng luôn, mà rồi bên Mỹ đó là đòi hỏi là một trong điều quan trọng Mỹ muốn là Trung Quốc phải đối thoại, nối lại đối thoại quốc phòng với Mỹ, mà bây giờ Trung Quốc vẫn chưa chịu. Người ta hy vọng là trong những ngày tới Trung Quốc sẽ bổ nhiệm bộ trưởng quốc phòng mới, thế ông Lý Trọng Phúc, người đó nếu không nằm trong danh sách cấm vận của Mỹ thì người đó có thể qua Mỹ nói chuyện với ông Lloyd Austin, bộ trưởng quốc phòng được. Nhưng vì ông Lý Trọng Phúc lý do mà không qua được bởi vì ông bị Mỹ trừng phạt, vì hồi năm 2018 ông bị tố cáo là mua vũ khí của Nga. Đó. Thế mà trở lại cái vấn đề của ông Tập Cận Bình thì nó chung quy nó chỉ là những cái chuyện, ngoài cái chuyện giờ chót này sẽ có những cái chuyện mà làm cho ông Tập Cận Bình khó chịu, rồi giờ chót có thể Trung Quốc phải
lùi bước, nó còn có những cái chuyện khác nữa mà Trung Quốc không muốn để xảy ra. Đó. Ví dụ bây giờ Trung Quốc bảo là ông Tập Cận Bình sẽ đi, rồi giờ chót có những chuyện bất ngờ thì ông không đi thì nó kẹt, không đi thì là bảo là sợ Mỹ. Đó. Anh lý giải sao cũng bị kẹt này. Mà lúc này đó, thưa quý vị, thêm cái chuyện ông Lý Khắc Cường, cựu thủ tướng Trung Quốc bất ngờ chết vì tội, vì cái bệnh ung tim mà ở tuổi 68 tuổi, nó càng làm cho Trung Quốc đang rối ren hơn nữa để đối phó cái sự ủng hộ của người dân đối với ông Lý Khắc Cường. Mà khi ủng hộ Lý Khắc Cường tức là bác bỏ ông Lý Cường, ông Lý Cường mới là ông thủ tướng hiện nay mà là tay phải của ông Tập Cận Bình. Đó. Thành ra ông Tập Cận Bình cũng đang bị kẹt cái đó. Thì những cái lý do mà theo một người đó là học giả Bonnie Glasser, bà này là đặc trách về quan hệ Trung Quốc và Mỹ trong cái chương trình German Marshall Fund của Mỹ đó, thì bà này bắt nói như thế này nè. Người Trung Hoa không muốn lãnh đạo của họ bị bối rối, bị bắt cỡ ở tại cái cuộc họp thượng đỉnh trong suốt thời gian ông Tập Cận Bình ở nước Mỹ, hoặc ngay sau khi ông về, hoặc trên đường về Trung Quốc. Đó là ba cái chuyện đó, thấy không? Trước khi đi dự, nếu bây giờ tôi nói là tôi đi, trước khi đi có chuyện gì thì sao, rồi trong khi tôi đang ở Mỹ có chuyện gì thì sao, và sau khi tôi về, trên đường tôi về có chuyện gì thì sao. Đó là cái mà Trung Quốc họ rất ngại. Đó. Và cái này nó có cái lý do của nó là khi mà không thông báo sớm như vậy đó, thì sẽ làm bên Trung Quốc hy vọng là sẽ làm cho bên Mỹ kềm chế, không đưa ra bất kỳ hành động nào chống Trung Quốc. Bởi vì nếu Trung Quốc tuyên bố là tôi sẽ đi, ví dụ tôi tuyên bố tôi sẽ đến nhà quý vị và ngày đó giờ tôi xác nhận, thì quý vị có thể biết rằng ông Dũng đã xác nhận đến rồi, thì quý vị có thể làm những chuyện mà tôi không thích, tôi vẫn phải đi. Tại bây giờ nếu tôi không, tôi rút lại cái kỳ, thành ra là tôi sợ cái đó, cho nên tôi để giờ chót tôi báo. Thì quý vị có chửi tôi đi chăng nữa thì cũng, ví dụ thay vì báo 10 ngày tôi báo 3 ngày, quý vị có chửi tôi chửi 3 ngày nó vẫn đơn chửi 10 ngày. Là đại khái như vậy, là mình nói như dễ hiểu. Đó. Thành ra là bên Trung Quốc họ muốn kiểm soát cái chuyện mà ông Tập Cận Bình sẽ đi hay không, mặc dù cận ngày. Đó. Thì thưa quý vị, trong quá khứ đã xảy ra những chuyện như thế này. Quý vị nhớ năm 2017 khi mà ông Tổng thống Trump mới lên làm Tổng thống, có mời ông Tập Cận Bình đến nhà ông ở Mar-a-Lago chơi. Nhà riêng nhé, Mar-a-Lago, rồi có đứa cháu ngoại hát tiếng Hoa vân vân. Đó là hai vợ chồng Trump đón tiếp ông Tập Cận Bình là ngon lành. Nhưng mà ông Tập Cận Bình vừa rời khỏi nhà ông Trump, ông Trump cho bắn là mấy chục quả hỏa tiễn vào Syria. Thấy không? Vào Syria. Cái đó các chuyên gia người ta cho rằng đó là cách mà ông Trump muốn thể hiện nhịp leo ông Tập Cận Bình. Tôi có đồ chơi xịn. Để ông Trump có thể ép ông Tập Cận Bình nói chuyện với ông Kim Jong-un để rồi gặp với ông Trump. Mình không biết có nói không, nhưng mà sau đó ông Trump gặp ông Kim Jong-un tới 3 lần. Một lần Singapore, một lần Việt Nam, một lần là bàn môn điểm. Thấy chưa? Nghĩa là bắn một hơi như vậy. Đó. Để mà coi như dịch le. Đó. Để mà coi như là hù dọa. Mình không biết. Và quý vị nhớ lúc đó là hỏa tiễn Mỹ bắn vô Syria, bắn toàn chỗ không có người không? Chú ơi, quá chết rồi. Bắn vô hoặc là báo trước, ê ta sắp sửa bắn nha, tránh bắn vô đó. Nếu tôi nhớ không lầm nó bắn 55 quả. Thì cái đó là lúc đó Trung Quốc rất là giận. Nghĩa là ông boss tôi vừa mới rời khỏi nhà ông Trump là chơi cho bắn liền. Đại khái là tôi vừa đi ra khỏi nhà quý vị, tôi đã nghe tiếng súng, tiếng pháo đùng 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 rồi. Còn chuyện gì nữa trong vụ này tôi sẽ trình bày tiếp cho quý vị sau phần quảng cáo. Xin quý vị đừng rời màn hình SCT. Cảm ơn quý vị đã giữ màn hình của đài truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình thời sự 247. Tôi đang nói về câu chuyện ông Tập Cận Bình vẫn tiếp tục thập thò,
không biết là có đi qua bên APEC hay không, mặc dù ông Vương Nghị, ngoại trưởng của ông, cách đây mấy ngày qua bên Mỹ nói là về căn bản chúng tôi sẽ có một cuộc họp thượng đỉnh. Nhưng cho đến nay thì bên phía Trung Quốc vẫn chưa trả lời, có thể một vài ngày nữa chúng ta không biết. Nhưng mà ít nhất là cho đến giờ phút này còn có khoảng chưa tới 2 tuần nữa thì là tới thượng đỉnh APEC. Thế thì hồi nãy tôi phân tích một số cái gọi là Mỹ, Trung Quốc sợ Mỹ làm mất mặt. Ví dụ là hôm trước tôi có kể quý vị là chẳng hạn ông Tập Cận Bình đi qua đây, hay biết gần tới ngày đi qua sẽ có những nhóm biểu tình ở trước cái khu vực mà tổ chức APEC San Francisco, làm cho ông này mất mặt, đặc biệt cái nhóm Pháp Luân Công họ làm ghê lắm. Tôi nhớ mấy lần mà các cái chức Trung Quốc ở Việt Nam vào Thạch Ốc đó là cái giờ cái nhóm Pháp Luân Công họ mạnh lắm, họ đi ra họ biểu tình ghê lắm. Thì có lẽ là ông Tập Cận Bình ngại lắm. Nhưng về phía Mỹ thì sao? Mỹ có thể đáp ứng được lại cho ông Tập Cận Bình không? Có thể hứa hẹn ông Tập Cận Bình là thứ ngài, ngài cứ trả lời, chúng tôi bảo đảm quý ngài là không có chuyện gì xảy ra trước, trong và sau chuyến đi của ngài. Mỹ liệu làm được không? Câu trả lời là không, không và không. Bởi xã hội Mỹ nó không phải xã hội độc đảng như bên Trung Quốc. Bên Trung Quốc ra lệnh một cái im re, Việt Nam cũng vậy, ra lệnh cái im re, không ai là khó hé gì hết. Mỹ không bóp, không bóp, không bóp miệng được, không bóp ngang. Mở ngoặc thì có một số người bảo tại sao ông Trump cứ bị cái với người tranh án là bịt miệng, vậy là Mỹ không có tự do ngôn luận. Quý vị hiểu sai rồi. Mỹ có tự do ngôn luận, nhưng khi anh vào vụ xử án, anh phải theo tuân theo luật của tòa. Hai chuyện khác nhau. Ở ngoài nó khác, không có tòa. Nhưng đã vô tòa rồi, tòa bảo im là phải im. Vô tòa luật nó khác. Anh coi như là một chân trong chân ngoài nhà tù rồi. Khi anh bị tố cáo là một chân anh đã trong tù rồi, một chân ở ngoài rồi. Anh chưa hẳn hai chân vô trong thôi. Thành ra nhiều người không hiểu. Và tôi nói thẳng luôn đừng có buồn là trình quá thấp không hiểu nước Mỹ. Tôi dùng trình quá thấp là đủ hiểu. Tại vì nói một câu khác nghe nó xúc phạm mà. Tôi gọi trình quá thấp. Cho nên so sánh hai cái nó chật lất. Ở Mỹ cũng bóp nghe tự do ngôn luận. Tấm bậy. Mỹ có tự do ngôn luận chứ không có. Nhưng mà tự do ngôn luận ở mức độ nào? Anh vô tòa là không có tự do ngôn luận nữa. Anh đang ở một xã hội khác rồi. Xã hội dành cho những kẻ tội phạm. Hoặc là những người bị tố cáo là tội phạm. Anh không có tự do nữa. Mở ngoặc ra để quý vị biết. Trở lại vấn đề. Đó. Thì ông Mỹ cũng không bảo đảm chuyện này. Ông không bảo đảm được cái chuyện là tôi sẽ bịt miệng được hết. Không nói gì với ông. Thành ra đó, chính vì như vậy mà bên Trung Quốc lại càng e ngại nữa. Đó. Và rồi họ cũng sợ là có thể vào giờ chót. Tôi nói ví dụ quý vị biết rồi đó. Bên Mỹ nó có 3 nhánh tam quyền phân lập: hành pháp, lập pháp, tư pháp. Tôi nói một cái chuyện thế này nè, chính quyền ba lần không thể kiểm soát được. Quốc hội, họ có quyền họ thông qua nghị quyết nào là họ chống ông Bắc Kinh, chống Tập Cận Bình. Ông Biden không làm gì được. Họ ra nghị quyết của họ không cần chữ ký của Biden. Nên nó không phải là luật, nó chỉ là nghị quyết bày tỏ quan điểm. Hay là vào một thời điểm ông Tập Cận Bình đang ở Mỹ hay là sắp sửa qua Mỹ, tự nhiên tối cao viện nó xử cái vụ gì đó là một anh là bị tố cáo là làm gián điệp ở Trung Quốc. Nó không cản được. Là quốc hội với tòa ông không cản được, chuyện của tòa nó làm riêng đó. Nhưng mà cái ông Tập Cận Bình ông bệnh, mấy ông Trung Quốc bị bệnh là bởi ông sống trong các cái chế độ mà độc tài độc đảng nó quen rồi. Ông bảo là trên Trung Quốc là chúng tôi là chỉ đạo cái là không được nói. Bên anh sao không chỉ đạo? Nhớ cái vụ bà Nancy Pelosi năm ngoái đi sang thăm Đài Loan làm rùm beng lên. Ông bây giờ ông gặp ông Tập Cận Bình bảo là tôi không kiểm soát được bà. Trước đó đó là ông Tập Cận Bình đã điện đàm với ông Biden nói: ê Biden, anh chặn cái bà là ông Biden mà tôi không chặn được ông ơi. Ông về ông học lại cái hệ thống chính trị của Mỹ, tam quyền phân lập. Ông Tập Cận Bình sau này ông bảo: anh đừng nói thế, bên anh cung cấp máy bay cho bà đi mà, anh đừng cung cấp máy bay cho bà. Đưa máy bay mà không đổ xăng, đâu có làm được. Luật Mỹ bắt buộc chính phủ Mỹ phải cung cấp phương tiện cho những người mà cao cấp, mà bên lập pháp và đặc biệt là nhân vật là chủ tịch hạ viện, coi như là nhân vật số 3 trong chính quyền của Mỹ sau tổng thống và phó tổng thống. Luật nó có rõ ràng. Ông Tập Cận Bình bảo tại mấy ông cung cấp xăng cho bà bay qua đi bay quân sự đó, là cái tàu lao trình quá thấp, nó thẳng luôn rồi đó. Thế thì trở lại vấn đề là gì? Cho nên là hai bên đang găng với nhau hả? Găng với nhau là coi bên nào chùn bước bên nào,
Một, Trung Quốc muốn là Mỹ, họ không nói ra, nhưng họ muốn là cam kết đừng làm gì trước, trong và sau chuyến đi của Tập Cận Bình, giống như hồi Donald Trump bắn mấy chục trái hoa tiền, không được. Thì bên Mỹ bảo không, tôi không làm được chuyện đó, anh cứ đi qua đi, trong khả năng tôi làm được gì tôi làm. Mà ở Mỹ này buồn cười lắm, họ có quyền họ la anh, họ không được đánh anh thôi. Họ quyền bày tỏ quan điểm, họ đa đảo anh, chứ là Mỹ không cấm được. Ông Tập Cận Bình còn muốn phải cấm, thì bên tôi là tôi xử hết đó. Nhớ vụ Thiên An 1 năm 89 không? Bắc bắc bắc, thấy không? À. Nhưng mà thôi, cái đó là cái mà hai bên bị kẹt. Đó. Rồi, có những cái người, những tổ chức, họ cũng sẽ chống luôn cả cái cuộc họp thượng đỉnh giữa ông Tập Cận Bình và ông Biden. Và họ có quyền có những cái gọi là cuộc biểu tình tuần hành, gọi là gì, bất bạo động để phản đối, nhưng mà từ bất bạo động chuyển sang bạo động cũng không biết được. Đó. Rồi ông bên ông Trung Quốc cũng ngại là ông Mỹ trước, trong và sau chuyến đi của ông Tập Cận Bình có thể đưa ra thêm một số các luật hay một số quyết định liên quan đến Đài Loan, vấn đề thương mại, vấn đề kỹ thuật, vấn đề quốc phòng và các vấn đề khác căng thẳng với Trung Quốc. Tôi còn nghe nói là có thể là ông Kevin McCarthy, cựu chủ tịch hạ viện, trong những ngày tới là có thể đi qua thăm Đài Loan. Cái toàn đồ dâu lửa. Mà không Biden nào ngăn cản nữa. Hình như vừa rồi ông, quý vị thấy ông Gavin Newsom muốn đi đó. Tiền chính phủ đâu trả, nó có các tư nhân họ trả hết. Rồi tôi đi máy bay qua Israel, rồi tôi qua luôn cả Bắc Kinh, gặp Tập Cận Bình, Tập Cận Bình tiếp tôi ngon lành. Tôi đi là viện nhiệm vụ là vấn đề bảo vệ môi trường. Đó. Không ai cản tôi được hết. Đó. Hay là hôm nọ phái đoàn của ông Chuck Schumer, thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ tiểu bang New York, là trưởng khối đa số ở tại thượng viện, ông cũng đi qua và được Tập Cận Bình tiếp luôn. Thế cái đó ông Biden cũng cản được. Đó là những cái trở ngại. Và các nhà phân tích thì ta cho rằng như vậy, cái trò chơi Trung Quốc có khi nó hiệu quả, nó sẽ tạo được ấn tượng và ảnh hưởng. Tức gần tới ngày để coi nếu anh cần tôi đi qua thì anh phải lùi bước một số cái. Tức là hai bên bây giờ đang mặc cả với nhau. Mặc cả với nhau. Bên Trung Quốc muốn là ông chủ tịch tôi không bị mất mặt. Anh có bảo đảm không? Không bảo đảm đi. Và anh cần tôi qua, anh phải bảo đảm một số chuyện nào đó. Đó. Thành ra cái đó là cái khó chứ không phải là cái dễ. Và người ta nhớ trở lại những cái chuyện hiện nay có thể nó tạo ra những cái bất ngờ cho chuyến đi của ông Tập Cận Bình. Ví dụ vấn đề Biển Đông. Vừa qua Trung Quốc, Philippines nó đụng chạm nhiều chuyện, mà ông Biden hôm nọ có tuyên bố là sẽ thề bảo vệ Philippines. Có thể bảo vệ không chúng tôi không biết, nhưng mà có thể tới cái ngày ông Tập Cận Bình sang tự nhiên ông đưa ra tuyên bố nào vấn đề Biển Đông thì kẹt Tập Cận Bình quá. Rồi bây giờ ông Philippines đang ham kiện ra tòa trọng tài quốc tế đó. Rồi cách đây 2-3 ngày lại họp đàm phán cái quy tắc ứng xử Biển Đông, lôi thôi lắm. Thành ra là cái chuyện đó là có thể dính. Rồi gần đây nhất là cái vụ mà chiếc máy bay chiến đấu cơ của Trung Quốc bị Mỹ tố cáo là bay sát vào cái B-52 ở trên Biển Đông, cách có 10 feet thôi, tức là khoảng 3 mét, rất nguy hiểm đây. Cái mà Trung Quốc ở Mỹ đưa ra nó. Đây là những cái mà gây phẫn nộ trong dư luận Mỹ, mà bây giờ thăm dò dư luận của Pew Research cho thấy 83% dân Mỹ là không ưa Trung Quốc. Thế đấy, có thể xảy ra cái chuyện này trong lúc ông Tập Cận Bình đến thăm, đến dự hội nghị thượng đỉnh APEC. Đó. Thành ra là ngại ghê lắm. Rồi cái gì nữa? À, cái này mới căng. Là cuộc chiến tại Trung Đông và Ukraine có thể có những thay đổi bất ngờ. Và có thể ảnh hưởng cái sự có mặt của ông Tập Cận Bình tại San Francisco. Đó. Thành ra bây giờ là với quý vị thấy, nếu mà bên Ukraine nó giả sử đi, ông Putin ông điên hay là một anh tướng điên loạn chơi bom nguyên tử, là chơi bom mà gì vậy hàng loạt vô Ukraine, là ông Tập Cận Bình bị dính châu lên, bảo đảm là hội nghị APEC chỉ mặt anh là cái anh mà ủng hộ Putin, đâm ra kẹt cho ông Tập Cận Bình. Tức là có những lý do Mỹ, bên Mỹ tạo ra, nhưng cũng có những cái mà không phải do bên Mỹ tạo ra, thì cái đó nó có ảnh hưởng đến Trung Quốc, bởi vì Trung Quốc là nước lớn mà Trung Quốc là ngầm ủng hộ Nga trong cuộc xâm lăng Ukraine. Thành ra Trung Quốc biết cái điều đó cho nên họ cũng ngại luôn. À, thì đó là những cái lý do mà ông Tập Cận Bình bây giờ tôi gọi là vẫn chưa có đưa lá bài tẩy ra để chờ xem bên Mỹ như thế nào. Người ta hy vọng là sẽ có gặp, nhưng mà cùng lắm gặp, mà gặp để nói cái gì, có thực chất hay không, đó là cái câu hỏi lớn đó.
Và đó là cái chuyện đáng chú ý ông Tuần gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình hôm nay. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào những kỳ sau.